Mến chào cả nhà, vừa Mai Như Huỳnh giới thiệu với mọi người một cái lô mai siêu nụ cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Nó đẹp từ cái lá nè, rồi cho đến là cái gốc luôn nha. Cái lá nó đang đi những cái lá lụa và nó chuyển sang già nè cả nhà. Đó, rồi em cho cả nhà mình xem nè. Cây thì nó rất là cứng cáp luôn nha mọi người. Cây cao trung bình từ 36cm trở lên. Có cây thì cũng khoảng 40-40 mấy cm luôn. Chộp của nó là khoảng... giữa cây đũa ăn cơm đến đầu đũa không ăn nha mọi người. Đó, nó em như vậy. Rễ thì nó quấn các cái kiểu rễ, ví dụ như là rễ hình thú nè, chữ C nè, rồi có kiểu là lò xo đứng nữa. Đó, có những cái kiểu như thế này nữa cả nhà. Nói chung là cái bộ rễ Quỳnh thấy là nó đủ kiểu hết á. Cả nhà lấy mỗi loại kiểu cũng được. Lò xo đứng ha. Đây, cành nhánh thì nó như thế này đây mọi người. Đó, rồi có cây thì nó cũng 36cm ha, có cây thì nó cũng 40cm, thì Quỳnh thấy là trung bình là nó em như vậy á. Và nó đối với dảo siêu nụ này á cả nhà, nó cũng sinh trưởng rất là mạnh luôn. Phiên bản sau của Thủ Đức ha, nụ nó sẽ nhặt mắt, mỗi một nách lá là một nụ. Nói chung là cái hoa của nó khá là đẹp luôn cả nhà, 8-12 cánh màu sáng ha, ít rụng nụ và nó nở đều. Tết tầm cái cây này thôi là cả nhà mình thấy nó rực rỡ luôn á cả nhà, rất là đẹp. Siêu nụ, đây là dảo siêu nụ ha. Thì cây như thế này là 125.000 một cây, và cách lấy 3 cây là em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển, và 10 cây á em sẽ tặng cho một cây. Thì cả nhà mình là alo chị em với cái dảo siêu nụ này nha. Thực chất mà nói á, đây là một cái giống mạnh, cả nhà mình có thể trồng trong chậu hay là đắp mô gì thì nó cũng phát triển rất là tốt. Và cả nhà mình thấy là nó đang đi những cái đọt như thế này, những cái chi nhánh thế này là cây rất là khỏe nha. Hàng tuần chúng ta tưới dưỡng rễ cho cây, và đồng thời đây là cái chậu C6. Nếu mà cả nhà về nhà đợi cho nó già tí, có lấy bò lấy ha, còn không thì chúng ta thay vào cái chậu khi mà lá nó đã già, chúng ta thay vào cái chậu C7, C10 nha. Đừng có bo to quá nha cả nhà, to quá sẽ bị lèn phân á. Rồi đây ha, đây là siêu nụ nha. Rồi cả nhà ơi, thì ai thích cái loại này thì alo em nha. Rồi em qua một loại nữa nha cả nhà, đó là mai dảo xoắn. Cái loại này cưng lắm cả nhà, nó ra những cái xoắn nhỏ nhỏ như vậy nè. Cái này thì về chúng ta chơi cái dạng mini á, dạng nhỏ nhỏ xinh xinh đó cả nhà. Đó, cây như thế này là 80.000 một cây ha. Ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình, 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đây là dảo tự xoắn, khi mà nó ra là nó quấn như vậy luôn á nha mọi người. Rồi, em qua một loại nữa nha. Một loại nữa đó là dảo Phú Tân. Loại này hoa của nó cũng dễ thương lắm mọi người, tròn ha, cánh 8-12 cánh. Dảo á, khi mà cả nhà mình nghe Quỳnh nói dảo là 8-12 cánh thôi. Còn khi nào mà cả nhà mình nghe Quỳnh giới thiệu cúc thì nó mấy chục cánh nha cả nhà. Đó, rồi cây như thế này là 100.000 một cây nè. Ai lấy 3 cây Quỳnh bao phí vận chuyển nha, 10 cây em sẽ tặng một cây luôn. Và khách có thể lấy mỗi loại mỗi cây, mỗi loại vài cây cũng vẫn được nha cả nhà. Rồi em qua một loại nữa đó là Indo. Indo này là của cái cây hôm Tết ở vườn, ở nhà, trước sân nhà của Quỳnh á. Bông nó quá đẹp, quá to luôn, nên là Quỳnh cho ghép ra nè cả nhà. Và cây như thế này là chỉ có là 125.000 một cây thôi. 2 cây là em Huỳnh đã bao phí vận chuyển cho mình ha. Bông dảo Indo này là ở trước cửa nhà của mình luôn nha cả nhà, nó rất là bự. Rồi bên đây, bên đây là dảo này là cái loại dảo mới nè cả nhà, dảo đọt đỏ nè. Thì cái lá của nó đỏ như thế này nè, rễ thì rễ đẹp ha, muốn rễ đẹp luôn. 80.000 một cây luôn cả nhà, 2-3 cây Quỳnh bao phí vận chuyển. Còn bên đây là dảo kem. Dảo kem là cái màu kem rất là dễ thương luôn mọi người, chỉ có 80.000 một cây luôn. Cả nhà về lấy bo được ha. Đó, ai lấy 3 cây Quỳnh bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi bên đây Quỳnh có đại lộc đó nè cả nhà. Đại lộc, lộc rất là nhiều luôn cả nhà biết không. Nếu mà Tết rồi mình trưng một cây đại lộc trong nhà ha, mà hoa của nó mà nhiều cánh nữa thì rất là duyên, rất là đẹp luôn, và cái tên nó càng ý nghĩa nữa. Đại lộc này cả nhà mình về lấy bo được ha, 70.000 một cây. Cả nhà 4 cây là em bao phí vận chuyển cho mình nha, và 10 cây thì em tặng một. Loại này thì nó mini nhỏ nhỏ thôi, Tết chứ cũng có vài bông thôi cả nhà, chứ nó không to lắm ha. Rồi đây là đại lộc nha. Em qua tiếp một loại nữa. Một loại nữa đó là đây cả nhà. Đây là cái cúc. Cái cúc này là cúc bi á. Cúc bi này là cúc bi tiên sinh.
Còn cúc 7 tầng mới là tiên ong nha cả nhà. Cúc bi tiên sinh thì loại này là 80.000 một cây ha. Ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển nha. Khi mà gửi cho cả nhà mình á, em sẽ chọn những cái cây mà nó cao, nó cành nhánh như thế này nè. Em gửi trước ha. Rồi đợi vài hôm nó cao lên nữa thì em gửi nữa ha. Thì đây là vườn của Huỳnh, tự nhân giống, tự ghép nên thành ra cả nhà cứ an tâm. Cây cứng cáp là Huỳnh sẽ gửi cho cả nhà mình thôi. Rồi 80 ngàn một cây nha, 3 cây Huỳnh bao phí vận chuyển. Em qua một loại nữa nha cả nhà, đó là giả hoàng đế nè. Thì cái giả hoàng đế này là bông nó cũng to lắm, nhìn hao hao giống như Indo, nhưng mà nó khác nha cả nhà. Lá nó sẽ mỏng hơn à, giá lá nó không có dày như lá Indo. Và cái tiết diện lá của nó cũng to nữa. Thì loại này là 100 ngàn một cây nha, 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Cả nhà thấy nó thuần thuộc luôn nè, cả nhà lấy bo được luôn. Và dạo gần đây á, cả nhà Huỳnh thấy á, các chú á, có một vài cái sự sáng tạo á, là chúng ta gom 3-4 cây vô một cái chậu á cả nhà, rồi á ép cho nó vào thành một cái thân á, rồi tạo thế quái, thế bonsai á, rất là đẹp luôn mọi người. Đó nên thành ra là cái dạng vượt như vậy là thích hợp để chúng ta trồng luôn á. 100.000 cây, 3 cây Huỳnh bao phí ha. Rồi bên đây là dảo nhung nha cả nhà. Dảo nhung nè, thì em biết là đối với khách hàng của Huỳnh á, đã biết cái dảo nhung này rất là lâu rồi. Thì gần đây á, khách qua sưu tầm trở lại, bởi vì mặt hoa của nó rất là cưng luôn nha cả nhà. Nó lâu tàn ha, nó mềm mịn rất là đẹp, 8-12 cánh, mặt hoa nó tròn đều. 70.000 một cây nha. Ai lấy 4 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình, và 10 cây em tặng một. Rồi em qua một cái loại dảo nu xù, dảo lạ nè cả nhà. Là ghép chỗ nào nó sẽ nu ra chỗ đó. Và tại nơi cái mắt ghép nó sẽ nu ra nha cả nhà. À, đây nè, đây, nó nu ra như vậy nè. Đó, rồi lá nó xù xù nữa. Thì tạo thế quái, thế cái bù khiếm khuyết cho cây luôn á mọi người. Cây thì ví dụ như cả nhà mình lấy gốc quái gốc đẹp thì 200 một cây. Còn nếu như cả nhà mình lấy gốc mà nó đẹp đẹp mà nó dạng như nó không có nôm nôm lên á, thì 175.000 ha. Hai cây em Huỳnh bao phí vận chuyển. Và rồi khách mến ơi, thì Huỳnh có rất là nhiều loại nữa ha. Thì nếu mà cả nhà mình thích loại nào thì alo cho em nha. Với những cái loại vừa rồi cả nhà mình có thể lấy là mỗi loại một cây vẫn được nha cả nhà. Em Huỳnh xin kết thúc video ở đây và cảm ơn khách hàng đã theo dõi kênh của Huỳnh. Rất là mong cả nhà mình hãy bấm kênh đăng ký để tiếp tục xem những video sale của Huỳnh nha. Em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại.